chạy mà ông gọi chưa thấy đâu. Cái ông làm sao sao á là ông lách chuông xong về mà ông gọi vòng vòng á, vòng một người nè, 26 tuổi, một người kia 47 tuổi, một nít nè, rồi cháu một cháu Liêm đây nữa, rồi Hồng kia đó là mà nói là Hồng kia lợi là mà ông phải đi đi, xong mà Hồng có Liêm lại nói cho nuôi á, hãy cho nuôi vào bộ lên đi, nó không có bộ lên nó không đưa tay nó cũng bay lên, trời ơi, hình thiệt mà nó giúp luôn. Có cái đống người ở đó luôn á, thấy bò lên luôn ha, bò lên là mà nó bay thành bướm à, thành bướm. Còn Hồng kêu không phải, ông kêu vất đi chuồng, không vất đi rồi bay đi. Dạ, có người khác cũng lại luôn, nhưng mà không phải đi, không phải đi mà không phải đi. Trời ơi, bốn ba người bé như nó mà già nó rồi, nó hay rồi, giờ nó bảy. Em ha. Dạ. Hôm nay thì anh em đến trở lại đó để thăm hoàn cảnh của em Liêm. Mình nghe nói là hồi tối là đi chụp hồn về rồi hả em? Dạ, đi chụp hồn về. Em có đi không? Dạ có, đi là lúc 8 giờ mấy, 8 giờ rưỡi chuẩn bị đi rồi. À. Đi tới đó là 9 giờ rưỡi. 9 giờ rưỡi. Dạ. Đi đông. Đi đông. Đông lắm, nhiều xe lắm. À. Rồi sao rồi đi chụp hồn, nghe nói là có nhiều chuyện ghê lắm hả? Dạ, có nhiều. Thấy thầy lại tới là thầy thấy đàn biên gọi, thấy hồn ma nam người nữ rồi bé 4 tuổi nữa. Cái gì ghê vậy? Là ý là em nói là có như là cái dông mà mất trước á, chỗ rồi, em Liêm á. Đúng rồi, dông trước. À. Dông trước. À, trước mặt Liêm thì đối diện xong thì thấy nam rồi đi. Ở bên bản kinh ghe thấy nữ. Thế bên hồng nó mất thì có bố bé 4 tuổi ngồi. Ôi trời. Chị ghê trời. Rồi cái không? Thầy coi với chứng minh coi hồi là thấy Hồng thấy em Liêm ngồi đang ngồi khóc. Trời ơi. Mọi nói cùng thấy Liêm đang ngồi khóc. Dạ. A Di Đà Phật. Rồi thầy kêu nó về đi, thầy đi theo thầy đi niệm kinh niệm gì. Đúng lên, rồi. Lên ngồi nó bò xuống lại. Ủa, lên bò xong bò xuống lại. Dạ. Chứ thầy nói thầy nó lên tới nha rồi, tới bàn thờ nó rồi cái nó bò xuống lại. Ủa sao vậy cả? Thầy lắc thêm lần nữa kêu năn nỉ nó lần nữa là nó chịu lên, là con bướm nhảy lên ba nuôi rồi ba vợ nó. Trời con... lên quá ha. Dạ, ban nó... đêm mà có con bướm. Dạ, nó bay vòng luôn. Ui. Vậy là cái cũng như là cái bức ảnh của em Liêm đó là đem đi gửi rồi. Dạ, đem đi gửi. Để nghe kinh Phật rồi ha. Dạ. Để được siêu thoát chứ dạ. Để ở đó hoài cũng như là ghê lắm. Em đi lúc đem hình ở đây đi thì mắt đỏ hoe buồn. Với cái đem hình giờ kêu hồn nó lên cái hình nó tươi rồi. Mắt trai trắng nhất à. Trời nắng lắm. Vậy là trong cái bức hình đó luôn. Dạ. Rồi bức hình mà không tạo ra một cái bởi vì cái nói chung là cái tâm linh mình cũng khó nói. Nó ôm bàn thờ mặt xanh lè. Người ngồi trên xe hỏi rồi đi tới đó người ta hỏi có thấy thầy hỏi có thấy gì không thầy. Cái ba nuôi ba vợ nó nói là thấy nó đang chạy xe theo sau luôn. Ui gì rồi. Thấy nó đang chạy xe theo luôn. Thấy Liêm hả? Nổi ốc cột luôn trời. Nghe kể mà nổi ốc cột trời. Bữa mắt có mặc áo không? Nó xuống xong thì không có bận, kéo lên mới ta bận áo cho. Trời ơi, giống hệt luôn, vậy là phải rồi, lại nước mắt không bận áo. Nghe mà nổi ốc cục trời. Dạ. Ngày tháng 7 nữa mình nghe thấy ớn trời. Lúc đó em nghe là em có giấy gì trong bụng nó kêu em là sao? Có, nói là đi về theo thầy đi niệm kinh niệm Phật gì đi, tu hành. Rồi chán tu hành đi rồi đi đầu thai, tiếp sau mình làm anh em nữa. Trời ơi, nói câu đó đức ruột không anh chị em. Hay là người chị thôi nha. Nghe nói là trước khi mà đêm hôm là đi chụp hồn mà trước mấy ngày đó thì trong gia đình mình có rất là nhiều người gặp Liêm hả? Dạ có nhiều, nó cũng cho ba nuôi nó thấy, ba nuôi ông bể vừa thấy nó đi ngang một cái dè gì đó. Ui ơi. Ban ngày cũng có rồi, ban đêm cũng có. À. Đường nó đi á, nó quen đi đường nào đi đường đó, đi nó đi một cái dè. Ba nuôi nó nói á, nó cho thấy hoài à. Cái nửa đêm ổng ra đốt nhang rồi cũng đốt nhang cho xong cái đi vô. Rồi nghe nói mẹ cũng thấy luôn, mẹ của Liêm cũng thấy về luôn, về ắt chưa cởi áo đi kênh đi vô. Nói chung là luôn, dạ. Nói chung là người ta nói là mất mà trong vòng 49 ngày là chưa có đi đâu đâu, chưa còn đâu. lòng vòng đó à. Hả, cái thường thường người ta nói vậy đó. Dạ. Trong kinh cũng vậy, giống như qua 49 ngày mới là được chuyển kiếp, đang ở trên chỗ sông đó ha. Dạ. Con sông đó chưa có về được. Thầy nói là về rồi,
đang niệm Phật ở trong hình, nó đang ở trong hình niệm kinh niệm Phật. Là mấy bữa trước á, còn bây giờ là đêm hôm là đưa về rồi, họ về nhà. Còn rồi. Mấy bữa trước thì người ta thấy người ta cũng chèo ghe đi qua đường đó hoài, hồi hôm làm hết hồn luôn, không có cái ghe không có, nó không có xài đàn pin á, nó đẩy tịt mình giật mình luôn, rồi thấy cái dạng như cái bông ở trong bọc tự nhiên gớt xuống luôn. Ui. Mình máng cái bọc dính nó dính trên cây mà tự nhiên sau cái bóng nó gớt xuống làm giật mình luôn. Tối đi có sợ không? Chị gái có sợ không? Sợ. Lần đầu tiên thấy hay có từng thấy như vậy chưa? Chưa có từng thấy vậy. Nó tự nhiên đi kêu em vậy thấy vậy luôn. Đi trên đường là có cảm giác lạnh rồi. Trời ơi, giống như ai đang mình đang chạy ơn á, chạy suốt á, mình tự dạng như có cảm giác nó đang ngồi sau lưng mình luôn. Thấy lạnh hả? Thấy lạnh xuống, lạnh luôn. Cái này cũng như là kiểu thầy đi chục vong em để vô chùa để nghe kinh nghe kệ đó, đặng xóm siêu thoát. Dạ. Đó, chứ không có gì mà nhưng mà cái tâm linh mình cũng không có đùa được đâu cái này. Cái chuyện mà nó khó khăn mà. Thầy lại tới liền là thấy gung rồi đầu óc nó lên. Ai óc cái ai cũng sợ. Ai cũng sợ hết. Dạ. Lúc mà... người ta nó cho thấy hết luôn á. Thấy cái dòng nó lên luôn á. Trời ghê vậy trời, nghe nói dưới sông đi lên luôn hả? Thấy nó bò lên luôn. Trời ơi. Ghê vậy. Dưới sông bò lên. Bò lên luôn. Không đâu, thấy ghê lắm. 49 ngày mà trong vòng 49 ngày làm vậy đó. Thấy gần như có cái bóng gì đen. Bò lên luôn. Bò lên á. Ui. Trời ớn lạnh luôn trời. Nổi ốc cục luôn hả? Ồ, lên ốc cục luôn à. Ở đây là đắm tận là biết thân xác em đã chết rồi nè. Biết chết rồi nè. Biết hồi tối. Biết hồi tối rồi. Biết dạ. Thân xác em đã chết rồi đó. Thấy biết rồi đó. Thầy nói hồi tối đang ngồi khóc đó. Biết rồi đó, mới khóc đó. Dạ. Thấy đang ngồi khóc. Mấy ngày trước chưa có biết chết. Nghe kể mà câu chuyện này nghe ly kỳ quá. Tối vợ có Liên có đi không? Không cho đi. Tại nó có bầu quá, sợ nó dính theo vợ nó luôn. Tại vì người ta thường nói là, người Khmer mình nói là người có bầu thơm lắm, không cho đi đâu ban đêm. Sợ giống nó thương nó thân, tại giữ với lại chồng nó cũng thương nó sợ dông nó theo. Đúng rồi, vợ có mang bầu nữa ha, sợ nó theo dạ, nó em thương, bé nó thương là đi theo em bé. Đúng rồi, sợ người ta sợ như vậy đó, bởi vì không cho vợ theo là đúng. Tối cho nó, cho bà con vòng vòng nó, cho đốt nhang cho nó hết trơn. Nó hút thuốc á, một hơi một đỏ lợm, nó hết một cái một luôn. Trời ơi, ghim minh bàn thở hả? Trước khi mình kêu nó lên làm đốt cho nó một điếu là nó hút hết hơi luôn á, nó kéo một hơi mà trong ly hương cũng như cộng trong ly hương chỗ mà cầu em đi về đó. Chưa được 5 phút nữa dạng mới cặm xuống là nó kéo liền hết một hơi mà. Mấy chú kia hút đấy, mấy chú nói giỡn gì kỳ vậy, từ từ hút đi, còn hai điếu nè. Cái hài đốt thêm điếu nữa, nó cũng kéo một hơi một nữa. Mấy chú nó hết thuốc rồi nghe, kéo hoài đi. Mấy thuốc á, mấy gậy dưới là lạnh lạnh quá, lạnh rồi, lạnh lẽo. Từ ngày nó mất mình đốt thuốc nó cũng ít, nó cũng hút ít à, mà chỉ có hồi tối là nó kéo hai lần, kéo một hơi một luôn. Chưa được 5 phút luôn á, là nó kéo một hơi mà. Một hết một thuốc luôn. À, gì đâu Phật. Nghe câu chuyện mà khi mà thầy vừa đến là nói ở đó có mấy người ở đó nữa. Mấy dòng ở đó nữa. Mấy dòng nhất là ba dòng trước là chẳng. Dòng nam nữ. Rồi vô trong nít nữa. Dòng nít vô trong đây hả? Mưa rồi. Mưa hả? Vô trong đại đi lắc trong nhà đó. Trong nhà luôn hả chị? Vô nhà luôn đây vậy, mưa rồi. Mưa tới rồi, cô chú anh chị. Anh em cũng về đây để cập nhật. Bữa nay cũng hàng tuần của em Liêm, 20 tuổi thì đuối nước đó. Thì hôm cũng đi cầu nghe 1 giờ cầu hồn của em về của chú anh chị. Mưa lên. Dạ, chào cô. Vô nhà luôn. Này cũng thì bà con cũng đến. Chào chị. Mấy cô mấy chú cũng lại nè cả nhà. Dạ. Nay có một tuần mấy cô chú lại cũng dùng cơm. Này bên trong của chúng ta. Cho thuốc còn ở đây. Hình thì đem đi rồi. Hình đem đi. Hình thì đã xin đem đi rồi. Dạ. Rồi đem đi rồi để chổng luôn. Để chổng luôn. Cho nó nằm chổng với tu hành luôn. Nghe kinh ha, nghe kinh. Dạ. Em bỏ cái trong đó luôn. Rồi dạo vợ đó đi đâu rồi?
không biết gì đâu. Ăn cơm hay gì không? Cơm. Ăn dùng cơm. Ủa hình ảnh em là giờ là hiện tại là để trong trường. Ăn ơi nó kiểu. Ăn cơm gì vậy? Ăn cơm gì vậy? Nhà của bà ngoại của anh Liêm của chúng chị. Hôm trước thì em mắc thì cũng bức ảnh của em thì đem vô cũng như là đem về đây để làm hồ sơ. Thì bên nhà của ba của em Liêm không có điện của chúng chị. Đó nó đẹp quá nè. Này kia có đồ mới, này có đồ mới nè. Gạo cỡ nên là tội nghiệp không. Khỏe không luôn. Có, có tên gì nữa không? Tên Phương. Phương. Nói đợi ngồi đi, ngồi trên đó đi. Mưa hả? Ai mua vậy? Đi ăn cho vàng kìa. Thời tủ. Thời đổi rồi nè. Dạ. Cắt được anh. Bà bằng lát lên. Sao mấy nay con khỏe không Phương ơi? Khỏe. Sao còn nhớ chồng không? Tối ngủ khóc không? Không. Ngủ khóc hả? Giờ tối ngủ với ai? Ngủ mình anh đang ngủ với ai? Với cha mẹ. Cha với mẹ. Cha với mẹ. Bữa nay chị Hà ở đây hả? Đi đi về về. Tại em đi làm nữa. Đi về. Đi xa chiều lại 8-9 giờ về. Cứ chiều lại. Tập cho nó ở với bà ngoại á, tại mình đợi siết ở siết quá sợ mới mốt mình đi làm như vậy nó không quen. Giờ ăn tập cho nó, giờ cũng ở nó nói đi đâu đi ngơi không à, phiền á. Tập cho là mình làm cho quen. Bây giờ đi với ảnh cũng đưa vô 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 máy rồi. Rồi con tính ở đây luôn hay gì hay là đi về bà? Ở đây với bà ngoại. Ở đây với ngoại luôn. Ở đây với ngoại đi. Cái chị đi qua đi lại cũng được. Về bên kia thì chỉ có để cốt ở đây thôi ha. Còn hình hình đem đi chùa. Đây em đi vô cái tháp ở tháp nhà bà cốt. Ở đây là cốt hả? Cốt của em đó. Đợi làm trăm ngày mới đem vô chỗ chùa luôn. Bỏ vào kiếm. Từ ngày mà quả tháng cục cưng của chồng em tới giờ là chồng em có về kiếm hỏi thăm sức khỏe giờ không luôn hả? Không có ngủ được không? Không ngủ được không? Ngủ ngon. Ngủ ngon. Cái đó là ngủ chung với bạn. Con có cây AB xài với mấy đứa chứ không? Ừ. Giờ mẹ của Liên thì cũng còn ở đây chưa có đi. Ở đây 2-3 bữa về. 2-3 bữa nữa là mới đi đi làm rồi. Dạ. Mấy hôm nay là em có đi làm chưa? Dạ em đi làm từ 2 bữa. Ồ. Cái này nghỉ. Ồ, cái này cũng đi làm luôn. Sáng mới đi nữa. Giờ đưa, nói chung là thầy nói là đưa Liên về đây cũng đang an lòng rồi, cũng đang an tâm rồi. Nó lên ra thì xong lên rồi, sợ nó. Chứ mấy bữa thì... Mấy bữa nó với xong mình sợ nó lạnh lẽo rồi nói như nọ. Không sợ. Mà tối có đợi đi theo không? Đi theo... Sáng đợi đi theo, đi... Đi rước chồng về nhà cho chồng ấm cúng rồi, không đợi đi theo. Nghĩ nhớ nữa. Nghĩ nhớ rồi. Hả? Có bầu không có đi. Đã không cho đi quá không? À có bầu chị không cho đi. Đúng rồi, có bầu chị không cho đi. Không có bầu chị mà 2 tháng mấy rồi. Thành ra nó cho đi cũng như chục vòng. Bữa nay hai cái lỗ tai dính gì vậy? Không đâu thấy dính gì đâu. Chị Hai mua cho hả? Hai mua cho đa bông. Chị Hai thương quá ha. Đó giờ con có đeo lủng lẳng hai bên vậy không? Không hả? Dạ từ nhỏ tới giờ là chưa từng đeo luôn hả? Đeo rồi. À. Không có tiền thì bán rồi. Giờ có tiền là mình quân cho thì chị Hai cũng dính ra để mua cho bông vô đeo nè. Đưa nghiệp bù đắp cho em nói cho con đi an lòng á, an lòng. Nay mấy chú lớn thì cũng có mình quân gửi cho con á, gửi được cho con 5 triệu gia đình của một mạnh thường quân xin dấu tên ở bên Mỹ á. Mà gửi cho con 5 triệu thì chú đến đây chú cũng gửi cho con nha. Hôm nay có giữ tiền không? Trong người giờ còn tiền không? Trong túi có tiền không?
nó lành lại, con mặt còn nó lành lại, còn nó không mại. Nói chung là em nó cũng gửi cho ngoại hả? Nó cũng cờ, không có giữ được tiền luôn. Không biết đếm tiền nữa. Gửi cho ngoại hả? Gửi cho ngoại hết trơn hả? Ai cho nhiêu thì gửi cho ngoại, mua được cái như là cái đường bông reo đủ vậy. Cho ở trong nhà không biết mua gì nữa, nó hỏi cho hai em biết làm có gì đây mua cái này. Hỏi gì? Nhưng mà phải có người giữ tiền cho, mua này chia cho rồi, chứ giữ tiền nhiều không được đâu. Ủa rồi nếu mà qua đám này là em ở với bà ngoại, có bà ngoại thôi rồi có ai đàn ông ở nhà không? Dạ không, có hai bà cháu à. À em út coi, em út coi nhà mẹ. Em gái nè, em gái nè. Gái đêm hả? Ở bé đó hả? À nó sinh ở đây với chị dâu. Rồi cái gì cũng có nhiều người thương quá ha. Vậy là mình cũng cũng ấm cúng rồi. Cái gì sinh ở bên đây, không ở bên mẹ. Có chị lên xuống nè đỡ. Tối tối đừng có đi đâu nghe, đường này nó vắng. Ở nhà 8 giờ thấy vô buồn rồi. À 8 giờ. 8 giờ rồi. Là vô buồn nằm coi điện thoại. Tôi nhìn thấy con nhỏ nó chưa mặt thì. Cái chuyện thì Mạnh Thường Quân với trên YouTube thì nó bình luận thấy khờ quá. Có khờ không? Hồi đó giờ có khờ không? Khờ hả? Khờ thiệt không? Liêm có nói khờ không? Liêm có nói con khờ không? Không ha. Có nó hiền thôi không? Không biết giữ tiền nó gửi cho ngoại hết trơn luôn rồi. Vàng mà, vàng mà. Mấy gà làm Mạnh Thường Quân giúp nhiều biết không? Biết luôn. Trả lời cho ngắn ngủn không biết. Rồi bây giờ chú gửi tiền cho con cái ha, gửi tiền cái đi. Đứng lên đứng, con rất quan trọng. Từ ngồi đi không sao đâu, ngủ cái lầu để mà. Mà bây giờ cũng trời mưa luôn rồi. Đó, thì cũng xin phép Mạnh Thường Quân gửi tiền cho bé của Quốc Phương luôn. Trời giờ mưa quá. Mưa này không nghe được gì anh, ồn lắm luôn á. Chú đếm cho đưa cho con nha, đừng chịu ha. Rồi. Rồi gọi cho bạn anh nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 triệu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 triệu ha. À, của gia đình của Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ gửi cho con. Để cho con lo, con bố còn nhiều cái để lo lắm. Cố gắng lên nha. Con cảm ơn Mạnh Thường Quân không? Chị cảm ơn dùm đi, chị cảm ơn dùm đi. Cơm đi nha. Đi cơm. Không ổn chứ. Đó giờ đi gửi cho ngoại rồi. Nó ra ngoại. Ngoại ở với ngoại gửi ngoại. Ngoại với ngoại gửi cho ngoại. Nó gửi ngoại đi, rồi ngoại đi chợ cho hai đi nhận cái ghế đây. Dạ. Ở nhà có ba bà cháu rồi thì nếu mà nhiều quá thì em coi em cắt dùm để vô thẻ đi chứ để mình chưa cùng nó với người mà nó thấy đó. Em mua mì mua gì để dành cho nó ăn, sợ nó đói nữa đi nó mình có ăn nó không. Ông ý anh nói là như giờ là từ lại giống như cái ngày mà mình quân gửi cũng hơi nhiều.
thì ngoại cũng giữ cỡ chục triệu đổ lên rồi đúng không? Thì gửi cho kêu ngoại gửi cho em gửi vô thẻ thì sau này rút ra từ từ không có giữ nhà được. Tại vì bây giờ là đường này rất vắng, thứ hai nữa là có bà lão ở nhà với hai đứa nhỏ nè, con bé em của Liêm cũng nhỏ xíu rồi, không có làm được cái gì đâu. Mình phải giống như là mình phải ngừa trước chứ đừng có để giống như chuyện đến là mình nói ra thì nó mất cái hay rồi. Dạ. Mấy anh chỉ như vậy đó. Dạ em gửi rồi, gửi cho bác ba em rồi. Dạ, rồi đâu đó. Không xài rồi đi ba lấy. Đúng rồi, dạ, đúng rồi. Dạ, dạ bác ba gần đó, chú ba đi ra đi vô à. Dạ, dạ. Cũng đem tiền gửi rồi, chị gái đem tiền gửi rồi chứ để ở nhà có bà ngoại với bé thôi cũng lo ha, lo. Cũng sợ nó đen nữa. Thì gần cái số tiền không có nhiều nhưng mà những người mà thiếu thốn á, những người giống như cái này cái kia đó thì nó sẽ để ý. Giống như tại sao mà YouTube vô hoài vô thì biết trao tiền rồi thì sợ nhất là ở đây giờ còn đông này, nhưng mà qua ngày nay ngày mai nè không còn ai ở đâu về. Em cũng đi làm á, lâu lâu mới ghé. Nói chung bảo quản gần cái số tiền đó. Có chị hai đỡ, thì có chị là đỡ, lo cho em. Từ từ ngày em qua tới đây gần. Dạ, cũng gần chạy chú ơn cỡ tiếng. Dạ. Trời ơi, gần 1 tiếng. Đó chết, tại mình chạy chạm thì tiếng, còn em chạy nha, có ai trên đường nữa. Tiếng chị xa. Xa đó. Đi về là mà. Tại mình đi qua, mình quen, đi đường quen á, là đi gần à. Là ở đâu, Vĩnh Châu hay ở đâu? Ở chỗ là Đại Tâm á, chỗ là chùa Đại Tâm á. À, chùa Đại Tâm, chùa Tráng Kiểu hay là gì? Gần đó. Một chùa mười. À, đúng rồi. Nói chung thì chị cũng gần cho là tiệm, nói chung là tiệm. Tới luôn tiệm. Tới luôn tiệm để thăm hỏi em dâu của mình. Dạ. Chạy lên chị xuống cũng gần chùa Đại Tâm. Thôi, cảm ơn em gái nha, có làm gì làm nha. Mà đến thì tại bé kia không có nói tiếng Việt gần á, nên gặp em chị gái hỏi thăm cũng như gửi số tiền của quý nhà Tâm là 5 triệu đồng cho bé Phương. Mình xin được cảm ơn mạnh thường Phương rất là nhiều. Rồi em có làm gì làm, ăn uống gì chưa? Ăn uống hãy thấy đang chăm con đó, có con nhỏ nữa. Con nhỏ là cái chân bị sao? Chân này phỏng. Cái chân nó bị bánh xe á. Dạ. Bánh xe. Ừ. Bên gái con á bị đau chưa? Dạ, qua đáng rồi mà. Quá trời, cái trùng á. Siêu nhiều thầu trùng nhỏ trùng á. Cho bánh xe nó trà được. Dạ, em đến rồi. Chiều nay đi nước mấy nữa. Dạ. Nó bị nhiễm trùng nó ra mụn. Đi khám, mình đi khám nha. Thuốc rồi. À, không hoài thì cầm thuốc. Đi chuẩn thuốc ha. Đi khám nha, để nó làm độc nhỏ lớn. Dạ. Mình nghĩ đi, giống như mình thấy vậy là không có gì, không có gì đó. Bị đi ra đây đi bệnh viện liền à. Tại vì cho, rồi chết cho. Dạ. Yeah. Mẹ mẹ của Phương cũng có đến không? Có. Đi ba bên nhà em mà. Qua bên nhà xui rồi. Nãy là thầy cũng mới đụng xong rồi về. Thôi có làm gì làm đi. Dạ. Cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn chị. Ở đây thì cũng đem đi ảnh của em Liêm thì gửi vào chùa các chị. Thì tới qua thì bên thầy bên Nhật Tâm, trại hàng Nhật Tâm cũng đến để cầu hồn cùng em về các chị. Thì qua mấy anh thì cũng gửi số tiền từ tấm lòng của nhà Tâm cho gia đình. Cái chân của bé con của thôi chân xe. Nhỏ mấy ngày nay. Cái chân luôn. Mặt thương hiệu không về chắc cũng đau lắm, tối nay đau đau không con? Đau xuống đau không? Đau đau không? Ồ đau. Đau lắm. Mẹ biết mấy chú không? Cô cũng chưa đi hả cô? Dạ chưa. Chưa. Chắc mai mai đi. Ngoại ẩm nè. Ngoại ẩm nít nít ngoan ngoan. Ngoại mẹ thương nha. Mẹ lại chắc mẹ đâu. Mẹ ẩm là chưa? Chắc phải lại. Phải. Ừ. Tối cô có đi không? Tối cô có đi đưa cho mẹ ẩm đi. Đưa cho mẹ đi hả? Mẹ đây mẹ ẩm con nha, mẹ đâu rồi? Mẹ đây mẹ. Nói cha lại ẩm, cha lại ẩm. Mưa lớn rồi. Mưa quá mưa. Trời ơi. Mưa lớn rồi chú chị. Quá trời. Tôi đeo.
bão hả chú? Dạ, nghe bão số 16 phải không chú? Quá trời mưa rồi. Vô đi chú để để đây đi. Ôi bão rồi cả nhà ơi. Hiện tại thì mưa rất là lớn đó cho anh chị. Thì anh em thì cũng mới trao tiền số tiền từ quý nhà hảo tâm qua kênh mấy anh thì gửi cho gia đình. Thì chắc anh cũng xin phép video tại đây. Thì em cũng chúc cô chú anh chị quý nhà hảo tâm cái mạnh thường quân thật nhiều sức khỏe luôn bình an trong cuộc sống. Hiện tại thì mưa rất là lớn không nghe của chú anh chị. Thì em cũng xin hẹn với chú anh chị những video tiếp theo. Dạ em xin chào ạ.